Rồi, hello các bạn. Trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào chữ đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Đó, lại lại thêm một cái em ăn tạp nữa đó, thấy không? Đó, quỳ xuống ăn luôn. Đó thì hôm nay thì em cái video này thì giới thiệu cô chú anh chị cái cặp này là hôm qua rồi, thì hôm nay là em đã bán rồi nha. Là em giao cái cặp bồ này về cùng ngay chỗ cầu vượt Củ Chi. Đó, hôm rồi thì cái anh này ảnh cũng đã bắt em một cặp bò được lỡ rồi. Thì hôm nay thì ảnh tiếp tục ảnh ủng hộ em cặp bò được này nữa. Nó rồi giờ em chuẩn bị lên xe giao hai em nó về cho anh ở Củ Chi. Nói chung là cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình với anh đã ủng hộ em. Đó thì xin cô chú anh chị nào thấy có ơn thì hãy đăng ký kênh của em để khi nào em có bò em đăng clip lên thì cô chú anh chị tiện để nhưng mà biết được bò của em bán giá cả như thế nào ha. Rồi nếu mà hả thấy có rẻ thì ủng hộ giùm em chân thành cảm ơn. Rồi giờ hãy cùng em đi giao bò cho anh về Củ Chi nha. Rồi. Rồi, đi con. Đi. Đi. Ăn được con. Vậy Dũng mới cho ăn ngon mà. Ôi, ổng chiều nay ổng có độ hay gì á. Đâu ngoài Mỹ Tho. Nó độ lớn gì. Nó làm đồ lớn. Lên con. Chạy vậy hả? Không khớp hả? Đi. Lên. Lên lên lên. Lên con. Lên. Cười. Chết tôi. Lên con, bạn mày đứng đánh ra. Rồi, đây. Rồi. Rồi đi, đi, đi lên. Lên về chú mới, về chú mới cho ăn ngon mày ơi. Lên. Rồi. Vừa ra. Rồi vọng đi vọng dưới. Đó bây giờ mới tới cầu vượt các bạn ơi. Đúng ra là anh em tới sớm mà đi lạc đường đi một vòng cái đất. Đó, đi giao bò xa cũng khổ lắm, không rành đường. Đúng ra anh em mới quẹo tới đâu nè, quẹo đâu nè, cái nước có đâu rồi. Đúng rồi, bây giờ đi đi thẳng lại cái vòng xoay đó quẹo đó. Đi đi chạy lại cái vòng xoay đó đi, chạy tới vòng xoay đó là quẹo đó. Đó, đúng ra anh em tới cầu vượt Củ Chi này là trước lâu rồi mà đi lạc đường đó. Ấy quẹo 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 đây chứ, quẹo đây anh đó. Chết được ha. Về đây, về đây. Rồi về đây giờ thẳng vô. Củ Chi gì vậy? Củ Chi đất thép thành đồng gì nè. Rồi giờ thẳng vô. Qua nay cái đường Củ Chi này làm quá là đèn rồi.